chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Nga không dễ để lộ bí mật về siêu tên lửa Oresnik để Ukraine giải mã. Nga không dễ dàng để lộ bí mật về siêu tên lửa Oresnik, khiến Ukraine và phương Tây phải lo lắng về việc giải mã vũ khí này. Sau khi cuộc tấn công mãnh liệt của Nga vào Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Oresnik diễn ra, tình hình chiến sự nhanh chóng leo thang, đưa cuộc xung đột vào một giai đoạn căng thẳng và đầy rủi ro. Tên lửa Oresnik được đánh giá là vũ khí siêu thanh với khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng không hiện đại, đã được nhận định sẽ là một bước đột phá chiến lược quan trọng cho quân đội Nga. Cả thế giới đều đổ dồn sự chú ý vào sự kiện này, tin rằng Oresnik sẽ gây ra những tổn thất lớn cho Ukraine, tạo lợi thế rõ rệt cho Moscow. Tuy nhiên, sau khi thông tin vụ tấn công được công khai, một sự thật bất ngờ đã xuất hiện. Các bức ảnh vệ tinh hé lộ rằng tên lửa Oresnik không mạnh mẽ như những gì đã được đồn đoán trước đó. Điều này khiến cho nhiều người bắt đầu hoài nghi về thực lực của vũ khí này và khả năng đột phá mà nó có thể mang lại cho quân đội Nga. Trong khi đó, Ukraine lại phải đối mặt với một lo ngại khác. Dù nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ phương Tây, trong đó có 17 hệ thống phòng không IRIS-T từ Đức, thì việc đối phó với những đòn tấn công của Nga vẫn chưa thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Dù hệ thống IRIS-T được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine, nhưng mối lo vẫn luôn hiện hữu. Nga không ngừng phát triển và cải tiến các loại vũ khí mới, đặc biệt là tên lửa siêu thanh và các chiến thuật bất ngờ. Điều này làm gia tăng căng thẳng cho Ukraine. Các hệ thống phòng không dù hiện đại nhưng không thể bảo vệ hoàn toàn khi đối mặt với những mối đe dọa không thể đoán trước từ phía Nga. Đặc biệt sau vụ tấn công của Nga, Mỹ đã quyết định dỡ bỏ các hạn chế đối với tên lửa ACACMS, cho phép Ukraine sử dụng loại vũ khí tầm xa này để tấn công vào các mục tiêu cụ thể trên lãnh thổ Nga, trong đó có tỉnh Kursk. Đây là lần đầu tiên Mỹ công nhận việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine làm thay đổi cục diện chiến sự một cách rõ rệt. Tuy nhiên, việc Ukraine nhận được vũ khí tầm xa từ Mỹ và Đức cũng đặt ra một bài toán khó khăn, làm sao sử dụng chúng một cách hiệu quả mà không rơi vào bẫy mà Nga có thể tạo ra. Cuộc chiến ngày càng trở nên phức tạp khi sự gia tăng hỗ trợ vũ khí từ các quốc gia phương Tây làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng ra ngoài biên giới Ukraine, biến thành cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Càng nhận được vũ khí mạnh mẽ, Ukraine càng đối mặt với những mối đe dọa không thể lường trước được. Nga không chỉ phát triển vũ khí siêu thanh mà còn chuẩn bị các chiến thuật mới để đối phó với sự thay đổi này. Lo ngại về việc dính bẫy trong cuộc chiến vẫn luôn ám ảnh các nhà lãnh đạo Ukraine, khi mỗi bước đi của họ đều tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Không còn ngồi yên, Ukraine dùng tên lửa ATACMS của Mỹ tấn công Nga. Ukraine không còn chờ đợi thêm, tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ lập tức lao thẳng vào Nga giữa đêm đen. Cụ thể, vào tối ngày 19 tháng 11, trong một cuộc họp báo đầy căng thẳng ở Kiev, Tổng thống Zelensky khẳng định rằng Ukraine đã có những quyết định quan trọng không chỉ từ phía các quốc gia đồng minh mà còn qua sự hỗ trợ mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông. Ông nhấn mạnh rằng mục tiêu của Ukraine là làm suy yếu tiềm lực quân sự của Nga ở mọi mặt trận, không kể xa gần. Bên cạnh đó, ông còn thúc giục các quốc gia, đặc biệt là Đức, nhanh chóng đưa ra quyết định hỗ trợ tấn công tầm xa nhằm nâng cao khả năng đối phó với quân đội Nga. Cùng với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, ông Zelensky cũng bày tỏ sự kỳ vọng lớn vào sự giúp đỡ của các nước phương Tây, đặc biệt là Anh và Pháp, khi những quốc gia này đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế, mở đường cho việc sử dụng tên lửa tầm xa mà họ cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, Đức và Ý vẫn kiên quyết duy trì lập trường, tuyên bố rằng vũ khí của họ chỉ được phép sử dụng trong lãnh thổ Ukraine. Không lâu sau, vào đêm 19 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo ít nhất 6 tên lửa ATACMS tầm xa đã được bắn vào vùng Bryansk của Nga. Dù 5 trong số đó bị đánh chặn, nhưng mảnh vỡ của một tên lửa đã gây ra một vụ hỏa hoạn nhỏ tại một căn cứ quân sự, mặc dù không gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Trong khi đó, Tổng thống Putin tiếp tục đưa ra những lời cảnh báo mạnh mẽ. Ông tuyên bố rằng bất kỳ cuộc tấn công tầm xa nào sử dụng vũ khí phương Tây sẽ làm thay đổi hoàn toàn cục diện của cuộc xung đột, biến nó thành cuộc chiến trực tiếp giữa NATO và Nga. Ngày 19 tháng 11, Nga chính thức công bố việc cập nhật học thuyết răn đe hạt nhân, cho phép đáp trả bằng vũ khí hạt nhân đối với các cuộc tấn công thông thường từ các quốc gia được các cường quốc hạt nhân hỗ trợ. Điều này rõ ràng gửi thông điệp rằng Nga sẽ không ngần ngại sử dụng vũ khí hạt nhân để đối phó với các cuộc tấn công do Ukraine thực hiện bằng vũ khí phương Tây.
cuộc chiến không chỉ giới hạn trong biên giới Ukraine mà đã có những tín hiệu cho thấy nó sẽ ngày càng leo thang và mở rộng. Mỹ thừa nhận đưa tên lửa ATACMS vào cuộc chiến, tuyên bố đối đầu cực gắt với Nga. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington đã thay đổi hướng dẫn liên quan đến hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS tầm xa. Chúng tôi đã hướng dẫn Ukraine rằng họ có thể sử dụng chúng để tấn công lại những loại mục tiêu cụ thể, ông Kirby nói. Hiện giờ Ukraine có thể sử dụng ATACMS để tự vệ khi cần thiết. Điều đó đang diễn ra trong và xung quanh tỉnh Kursk của Nga, ông Kirby nói với báo giới. Lực lượng Ukraine đã hoạt động ở Kursk từ tháng 8. Theo hãng tin Anadolu, ông Kirby cho biết thêm Mỹ sẽ để Ukraine nói về việc họ sử dụng ATACMS cũng như các quy trình nhắm mục tiêu, mục đích sử dụng và hiệu quả của việc đó. Đây là lần đầu tiên Mỹ công khai xác nhận đã dỡ bỏ hạn chế cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ sản xuất để tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Trước đó vào ngày 19 tháng 11, Ukraine đã tấn công tỉnh Pranas của Nga bằng 6 tên lửa ATACMS. Ngày hôm sau, Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh và tên lửa HIMARS của Mỹ để tấn công các mục tiêu ở tỉnh Kursk, trong đó có một sở chỉ huy của Nga gây thương vong. Mỹ và các đồng minh đã cung cấp các hệ thống vũ khí ngày càng mạnh cho Kiev kể từ khi xung đột Ukraine-Nga nổ ra từ đầu năm 2022, song khẳng định điều đó không khiến họ trở thành một bên trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, hồi tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa sẽ thay đổi tính chất của cuộc xung đột, khiến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trở thành bên trực tiếp tham gia xung đột. Ông Putin cho rằng Ukraine không thể triển khai các loại vũ khí như ATACMS hay Storm Shadow nếu không có sự tham gia của quân nhân NATO. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Arabiya, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh, diễn biến chiến dịch quân sự đặc biệt cho thấy sự xuất hiện của các loại vũ khí mới đã làm thay đổi quy mô, chiến thuật và chiến lược tác chiến. Ông Medvedev nghĩ điều này chủ yếu liên quan đến máy bay không người lái. Trước đó, vào trưa ngày 19 tháng 11, Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 trong 6 tên lửa Ukraine đã phóng vào một cơ sở quân sự ở tỉnh Pranas. Dù mảnh vỡ tên lửa rơi đúng cơ sở này, nhưng may mắn không gây thiệt hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, Ukraine khẳng định rằng họ đã tấn công vào một kho vũ khí sâu trong lãnh thổ Nga, cách biên giới khoảng 110 km, gây ra một loạt vụ nổ lớn. Mặc dù Kiev không tiết lộ vũ khí đã sử dụng, Nga cho rằng đó chính là tên lửa ATACMS. Và nếu đúng như vậy, đây là lần đầu tiên Ukraine dùng loại tên lửa tầm trung này kể từ khi Mỹ đồng ý cung cấp vào tuần trước. Moscow ngay lập tức lên án hành động này của Washington, cho rằng đó sẽ khiến Mỹ trở thành một bên tham gia trực tiếp vào xung đột và cảnh báo về khả năng trả đũa. Cuộc xung đột vẫn tiếp diễn căng thẳng, bước sang ngày thứ 1000, khi mà chiến sự không có dấu hiệu hạ nhiệt. Mặc dù Ukraine đã giành lại một số lãnh thổ trong đầu năm, hiện nay chiến tranh chủ yếu diễn ra trong các chiến hào với tình thế giằng co liên tục. Trong bối cảnh đó, sự trở lại của ông Donald Trump có thể làm thay đổi cục diện phương Tây, mở ra cơ hội đàm phán chấm dứt xung đột. Tổng thống Zelensky cũng đã nhấn mạnh rằng Ukraine cần phải nỗ lực ngoại giao để kết thúc chiến sự trong năm tới. Tuy nhiên, theo Reuters, chiến sự có thể còn leo thang với cả Moscow và Kiev nếu muốn củng cố vị thế trước khi ngồi vào bàn đàm phán. Hiện tại, Nga đã điều động 11.000 lính Triều Tiên tới Ukraine và có thể triển khai thêm tới 100.000 binh sĩ. Khi mùa đông đến gần, Moscow đã tái phát động các cuộc không kích vào hạ tầng điện của Ukraine với khoảng 120 tên lửa và 90 máy bay không người lái, tạo ra một đợt tấn công mạnh mẽ nhất từ tháng 8. Khoảng cách giữa các yêu cầu đàm phán của hai bên vẫn rất lớn. Ukraine yêu cầu Nga rút quân khỏi tất cả các khu vực bị chiếm đóng và cam kết đảm bảo an ninh giống như NATO. Ngược lại, Nga đòi Ukraine từ bỏ ý định gia nhập NATO và rút quân khỏi các khu vực mà họ đã sáp nhập. Trong khi đó, Mỹ đã chỉ trích Nga về việc thay đổi học thuyết hạt nhân, cho rằng động thái này là vô trách nhiệm và không thay đổi tình hình hạt nhân của Nga. Cùng ngày, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh phê duyệt bản cập nhật học thuyết hạt nhân mới, cho phép Nga sử dụng vũ khí hạt nhân để đối phó với các hành vi gây hấn từ các quốc gia và khối quân sự có vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Điều này có thể tạo ra những căng thẳng mới trong khu vực khi các mối đe dọa quân sự gia tăng. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS để tấn công kho vũ khí ở Pranas, lần đầu tiên vũ khí này được sử dụng trong chiến sự. Mặc dù hệ thống phòng không của Nga đã chặn phần lớn tên lửa, vụ tấn công vẫn gây hỏa hoạn và thiệt hại nhất định. Cả hai bên đều không nhượng bộ và cuộc xung đột tiếp tục leo thang trong bối cảnh thế giới đang chờ đợi những bước đi tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.